Hiện tại mình đang ở cảng Catania. Đây là cảng lớn nhất của thành phố Catania. Biển hôm nay rất là đẹp. Đây là những cái chiếc thuyền đánh bắt. Chiếc thuyền đánh bắt là rất là cũ à. Biển này trong vắt luôn. Nhưng mà bầu trời thì không đẹp. À, có một chiếc thuyền. Thuyền này thuyền buồm à. Chiếc thuyền buồm này là hầu như là những chiếc thuyền để người ta chạy ra biển chơi á. Căng buồm, sử dụng buồm, còn không có gió thì người ta là một cái chiếc du thuyền và một cái chiếc phà. Cái cảng biển này rất là lớn nha. À, chiếc du thuyền á, thường á, là nó ban ngày nó sẽ cập những cái cảng theo cái lịch trình của nó thì du khách sẽ lên bờ đi tham quan rồi buổi chiều tối lại trở lại du thuyền ra biển ngủ. À, những chiếc thuyền này là mình nghĩ đánh bắt gần bờ. Chẳng hạn người ta lặn bắt cá hay là bạch tuộc rồi vân vân hay là hào gì đó. Còn này là chiếc ga cào. Lý do bầu trời không đẹp là do cái Etana nó hoạt động nó phun tro bụi lên rất. Cho nên bây giờ mình thấy cái bầu trời nó xám xịt. Còn phà vào trong cảng này thì là nó phà chở hành khách. À, đây là cái dung nham của Etana nó phun tro bụi xuống nè. Mấy bữa nay trong lòng Catania rất là dơ luôn. Ở những nơi gần là nó phun xuống những cục đá rất rất hơi ra bọp 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 bọp, bọp luôn á. Còn bên là biển Địa Trung Hải, có một vài người câu cá nữa. Do biển không động á, rất là nhiều những chiếc thuyền đánh bắt gần bờ á. Alo. Này là ghe cào á. Mình thấy lưới, mình nói đại, mình thấy có cái vàng trên kéo. Ở những chiếc phà mà nó không vào bên trong của khuôn viên cảng này á, nó đậu mé bên kia cảng á, là phà đã chở hàng hóa. Cái cảng này là đậu những cái chiếc thuyền này là mình trả phí, giống như bãi giữ xe vậy đó, còn đây là bãi giữ thuyền. Còn nếu không muốn thì mình sẽ kéo về nhà, giống như cái chiếc này người ta sẽ kéo về nhà người ta nè. Còn đó là những cái chiếc thuyền buồm của sinh viên hàng hải thực tập á, nó chuẩn bị chốc nó đi xuống dưới biển á. Giờ mình lên trên cùng của cái khu vực cảng này. Thường mình đi ở khúc trong này không, mà ít có đi khúc ra ngoài kia lắm. Chút mình đi ra ngoài kia mình coi. Thấy người ta chống sạt lở, người ta làm đá khối 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 rồi để dưới à. Có vài người câu cá. Cảng này lớn lắm. Khi thường hai ba chiếc du thuyền nó cập cảng luôn, hai ba chiếc phà cập cảng luôn á.
Con này là người ta kéo chiếc thuyền lên là người ta chở về. Để đậu đây là phải tính phí. Nếu mà có nắng nữa rất là đẹp. Do tro bụi của Etana rất là dơ, không khí nó bị dơ lắm. Cho nên mình quay chứ mình thấy nó cũng không đẹp nữa. Tại khi mà không khí nó bị ô nhiễm là mình quay cái video lên nhìn nó xấu lắm. Không thấy gì trơn. Mấy ngày nay giặt đồ mà phơi ở bên ngoài á là phải đem vô giặt lại á. Ở đây chịu hai cái loại mà tro bụi. Thứ nhất là của sa mạc Sahara, thứ hai là tro bụi Etana. Nhưng mà dễ phân biệt lắm. Etana thì nó phun lên cái dung nham nó có cái màu sắc đặc trưng của nó. Hả, bụi rớt trên nóc xe mà thấy cái màu nào là biết tro bụi từ đâu tới. Chiếc thuyền này là chiếc thuyền cứu hộ cứu nạn nè. Thuyền này nó để khi mà những người mà nhập cảnh trái phép rồi này kia nè, hoặc là thuyền bè nó có vấn đề gì ngoài biển là chiếc thuyền này nó sẽ ra. Nó rất là lớn luôn á. Mình nhìn về mình thấy nó nhỏ chứ thật ra nó rất là lớn. Ở trên nó chở biết bao nhiêu những cái chiếc thuyền nhỏ 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 nhỏ. Ở bên dưới đó tro bụi đen xì. Đây là có hai chiếc thuyền nó đi vào nè. Ê, có một cái chiếc phà nó đi vào bên cảng kìa. Phà này không biết vận chuyển người hay là vận chuyển hàng hóa. Nếu nó vào bên trong cảng là nó vận chuyển người. Ôi mình thấy nó quay đầu rồi. Đây, chắc nó là chở hàng hóa, nó sẽ cập vào cái cầu cảng bên chỗ mấy cái container cần cẩu rồi đó. Đây là lần đầu tiên mình đi ra tới khu vực ngoài này á. Thường mình đến cảng là rất là nhiều lần, nhưng mà mình ở khúc trong thôi. Cảng này nó cũng gần nhà lắm, chạy chừng chút xíu tới à. Đi khoảng 10 phút, 15 phút. Bến cảng yên bình ha, nước thì xanh màu ngọc bích, hai cái nước biển bên trong cảng và bên ngoài nó khác nhau. Đây là những cái con chim mà nó xuống nó ăn cái gì người ta rải, chim là chim mùa đông à. Thường nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước á. Bây giờ mình đâu có thấy được cái núi Etana hay không? Đen xì cục vậy đó. Chứ bình thường nếu mà nó không hoạt động mà phun tro bụi nhiều mà có nắng là mình thấy nó rất là rõ. Tại vì nguyên cái thành phố Catania đều nằm dưới chân của nó hết. Sicily bây giờ là cái bằng người ta bị nhiễm Covid rất là nhiều luôn. Cho nên là lockdown liên tục. Cái mình chỉ được đi vòng vòng khu vực của mình thôi chứ mình không có đi tới những cái tỉnh khác. À,
bên trong là những cái chiếc thuyền buồm của những cái sinh viên hàng hải thực tập á, giờ nó chuẩn bị đi ra ngoài này nè. Khúc bên trong á không có gió á, cho nên nó đi rất là chậm, gió ít, ở bên ngoài bắt đầu gió nhiều rồi nè, cho nên nó đi rất là nhanh ha. Sinh viên sẽ được giao cho một cái chiếc thuyền vậy đó, rồi tự dựng buồm, tự gắn, tự làm mọi thứ. Có những đứa mới vừa lên đó, cái thuyền nó lật xuống, nó rớt xuống sông, lội lên làm cọp, tự tự làm lại không ai giúp á. Ở trên người nó đều mặc áo phao hết, đi có hai chiếc thuyền của giáo viên. Khi nào có sự cố mà không thể mà tự xử được thì sẽ được trợ giúp. Nó ra ngoài này gió rất nhiều, nó đi nhanh nghe ha. Mình thấy vậy chứ mình đi nãy giờ nó xa ghê luôn á. Ở lúc trước mình chỉ đến cái khu bên trong mình chơi thôi à, chứ mình không có đi ra ngoài này. Đây là khu vực cảng nhỏ của cái Achiteza. Ở đây mình nhìn rất là rõ núi Atada. Cảng này thì không có phà, không có du thuyền cập được, thì nó rất là nhỏ, chỉ dành cho những cái thuyền người ta đánh bắt, ngư dân đánh bắt gần bờ. Với lại cái khu mà gọi là cảng dành cho những cái du khách đến đây để mà thuê thuyền á, đi tham quan vòng vòng biển, khu vực gần biển.
chân núi Etana. Xa xa có một chiếc thuyền vào bên trong cảng. Ê, vịt. Ở đây hiếm khi mình thấy vịt lắm. Hôm nay mình thấy vịt quá chừng luôn nè. À, vịt con nè, rồi bồ câu nè, rồi con chim bồ nông. Sung sống hòa bình á. Không ai quýnh lộn ai hết. Ở khu vực này rất là nhiều cá nhỏ. Mình nhìn thấy quá chừng bên dưới luôn. Nuôi vịt ở đây là khỏi cần phải cho ăn thức ăn. Cứ nó xuống dưới nó ăn no cá, rồi nó lên bờ nó nghỉ ngơi. Mình nghĩ một thời gian sau nữa sẽ có thịt vịt. Con vịt nó chạy nè. Thịt vịt và trứng vịt sẽ nhiều, chứ hồi mới qua mình tìm không có trứng vịt đâu. Ăn thịt vịt là ăn vịt đông lạnh của mấy cái cửa hàng Trung Quốc đó, người ta nhập khẩu. Ở đây người ta nuôi vịt, người ta thả rong nè. Số lượng không nhiều cho nên nó không có làm cái ô nhiễm cái nguồn nước. Nó lội tung tăng. Cá li ti bên dưới rất là nhiều á. Những chiếc này là những chiếc đánh bắt gần bờ nè. Rất là đẹp luôn. Xuống xem vịt. Hình như thấy vịt ở đây lạ sao. Nó ăn no rồi, giờ tép cá tung tăng dưới đó đâu có ăn nữa. Nó bồ câu cũng xuống nữa nè. Ăn no nó lên cho cái bụi đó đó. Không kia nó cũng thấy quá trình. Ngoài kia nó lội tung tăng kìa. Còn đây là cảng biển Astana thuộc thị trấn Ripoto. Quá chừng cá không? Cảng biển này cũng lớn nhưng mà không bằng Catania. Nên có chiếc thuyền du thuyền này bự ghê chiếc thuyền chứ. Thuyền buồm này để đi chơi. Thank you.
Thank you.